Hello, xin chào các đồng nghiệp. Thời gian vừa qua, trong hội nhóm trồng hoa hồng trên Facebook có khá nhiều bài đăng hỏi về vấn đề cháy lá trên hoa hồng. Có nhiều ý kiến khác nhau làm cho người hỏi khá mông lung. Đặc điểm chung là cháy chóp lá và mép lá, biểu hiện khá giống nhau. Nên nếu mọi người không xác định đúng nguyên nhân thì vấn đề khắc phục sẽ không mang lại hiệu quả. Nên mình sẽ làm video trình bày 3 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cháy lá cho mọi người nắm và có hướng điều trị thích hợp. Nguyên nhân thứ nhất là thiếu dinh dưỡng, cụ thể là thiếu nguyên tố kali. Ở đây không có hình ảnh thực tế lá hoa hồng, nên mình mượn đỡ lá cà chua để mọi người xem biểu hiện. Khi bị thiếu nguyên tố kali, phần ghìa và chóp lá chuyển sang màu vàng, phần gân chính cũng chuyển vàng, chóp lá và mép lá sẽ bắt đầu chết và chuyển sang màu nâu gỉ sắc. Biểu hiện trước tiên là ở những lá già. Do kali là nguyên tố có thể di động được trong cây, khi cây bị thiếu kali, cây sẽ huy động kali từ những lá già này ra mạch nhựa chuyển lên nuôi lá non. Lúc này lá già sẽ bị thiếu hụt kali, dẫn đến tình trạng mép lá và chóp lá bị khô chết. Để xác định việc cây của mọi người có bị thiếu kali hay không, phải xem xét ở những lần bón phân trước về tỷ lệ kali trong công thức phân, giá trị pH và các nguyên tố khoáng khác làm ảnh hưởng đến việc hút kali. Ví dụ, việc mọi người bón vôi quá nhiều làm tăng pH đất, và trong vôi có hàm lượng canxi cao, và canxi là nguyên tố đối kháng với kali. Khi canxi quá nhiều sẽ ức chế việc hấp thụ kali dẫn đến thiếu. Nếu rơi vào trường hợp này, chỉ cần điều chỉnh lại pH đất và bổ sung kali qua vùng lá. Rồi, nguyên nhân thứ hai là do bệnh cộng hưởng với nhiệt độ cao. Mọi người quan sát phần lá bị cháy sẽ xuất hiện các vân màu lạ cạnh vị trí cháy, cụ thể là màu tím sầm. Đây là dấu hiệu của lá cây bị nấm bệnh. Thông thường, bệnh chỉ làm cây mau rụng lá chứ không có hiện tượng cháy. Tuy nhiên, nếu gặp nhiệt độ cao trên 30 độ C, cây sẽ rơi vào tình trạng stress và sẽ tạo thành biểu hiện cháy lá. Yếu tố stress này là nguyên nhân chính dẫn đến cháy lá. Mình sẽ nói kỹ trong phần nguyên nhân thứ ba. Để chắc chắn đây là biểu hiện do bệnh gây ra, mọi người hãy cùng quan sát. Đây là một cây tầm xuân, sức khỏe cũng thuộc hạng vô địch, nhưng vẫn có biểu hiện cháy lá do nhiễm bệnh và phơi nắng nhiệt độ cao. Mọi người quan sát, mặt trên của lá hướng lên trên thì những vết màu tím xuất hiện ở phía trên. Còn đối với những lá mặt dưới lá hướng lên trên thì những vết tím cũng xuất hiện kèm theo. Tương tự như vậy, đối với nhánh cây này mình đang bending, phần mặt dưới lá hướng lên trên cũng biểu hiện tương tự. Khi lật mặt trên lá quan sát, không xuất hiện những vết tím, có nghĩa là những phần có thể tiếp xúc được với nắng, mưa là sẽ có biểu hiện nhiễm bệnh. Cụ thể trong trường hợp này, nó tiếp xúc với mùi sương buổi sớm, sương lắng động trên những bề mặt này, gây ẩm ướt trong thời gian mặt trời chưa mọc, tạo điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển. Nên người ta hay gọi đây là bệnh sương mai. Tất nhiên như đã nói, bệnh này không gây cháy lá, chỉ làm lá mau vàng và nhanh rụng. Tuy nhiên, nếu mọi người trồng cây ở nơi có nhiệt độ cao, nắng cực đại vào buổi trưa lên đến 33-34 độ, trong điều kiện cây đang nhiễm bệnh và gặp ngoại cảnh bất lợi, cây sẽ có hiện tượng stress, gây ra cháy lá. Và màu tím này không giống với màu tím của lá non. Ở lá non, màu tím đỏ, tươi và đều màu. Nếu nằm trong trường hợp này, thì chỉ nấm bằng các sản phẩm có hoạt tính tiếp xúc, kết hợp lưu dẫn và tạm thời di chuyển cây vào nơi mát hoặc che lưới, tránh nắng nóng. Nguyên nhân cháy lá thứ ba cũng là trường hợp hay gặp nhất và là trường hợp khó xác định và khắc phục nhất. Có ý kiến cho rằng do bón quá nhiều phân NPK trong điều kiện nắng nóng. Đúng không? Đúng. Thiếu kali hay thiếu canxi? Đúng không? Đúng luôn. Rồi, ngộ độc calo thì sao? Đúng luôn. Nhưng khi chúng ta khắc phục theo từng vấn đề trên thì lại không mang lại hiệu quả. Lá già vẫn tiếp tục bị cháy. Không thể chặn đứng dứt điểm hiện tượng này cho dù ngưng bón phân, bổ sung canxi, kali hay khử calo trong nước. Nó chỉ hết khi lứa lá mới xuất hiện. Vậy nguyên nhân thứ ba là gì? Làm sao để chấm dứt ngay hiện tượng cháy lá? Nguyên nhân là ngộ độc, hay chính xác hơn gọi là stress muối. Và hiện tượng cháy lá sẽ diễn biến nặng hơn khi gặp nhiệt độ cao. Vậy thì cây đã bị ngộ độc như thế nào? Đầu tiên, chúng ta phải nhận diện được các loại muối tan thường gặp trong đất. Ở đây chúng ta chủ yếu nói đến natri clorua, hay còn gọi là muối ăn. Rồi, tới đây có thể mọi người sẽ thắc mắc, đất của tôi không có nhiễm mặn, tôi cũng không có bón muối hay tưới nước mặn cho cây, vậy tại sao lại có natri clorua? Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ đang nói đến ở dạng hợp chất là NaCl, còn ở dạng đơn chất
nó là ion Na cộng và Cl trừ. Ion Na cộng có sẵn trong đất và có nhiều trong đất bị nhiễm mặn. Và natri cũng là một thành phần trong phân bón hóa học. Việc chúng ta sử dụng trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tích tụ. Cho nên mới có việc trong canh tác nông nghiệp, sau một thời gian canh tác phải bón vôi để cải tạo đất. Lúc này Ca2 cộng sẽ đẩy Na cộng ra khỏi keo đất để làm giảm độ mặn. Còn clo có mặt khi chúng ta sử dụng nước máy để tưới, chưa qua khử hoặc giảm nồng độ clo. Cũng có thể có trong các thành phần phân bón, ví dụ như kali clogua. Rồi cộng dồn các yếu tố này vào sẽ làm cho nồng độ ion Na cộng và Cl trừ trong đất cao. Khi chúng gặp nhau sẽ tạo thành hợp chất là muối NaCl. Lúc này có thể hiểu là độ mặn của đất tăng. Hoa hồng là cây chịu mặn kém nên sẽ bị ảnh hưởng. Khi cây tiếp xúc với môi trường bị nhiễm mặn sẽ làm giảm hoặc làm hỏng sự hình thành chất diệp lục, giảm sắc tố quang hợp, từ đó làm giảm quá trình quang hợp và hoạt động của các enzyme, có thể gây chết ở những lá già. Việc hoạt động của các enzyme bị ảnh hưởng sẽ làm tích tụ các loại phản ứng oxy hóa, tạo ra sản phẩm phụ có hại là hydroperoxit H2O2. Và đây là một chất độc đối với cây. Cây sẽ thải độc qua lá, nên dẫn đến tình trạng cháy rìa và chóp lá. Khi độ mặn cao, các ion kali sẽ bị cạnh tranh, gây rối loạn dinh dưỡng. Ngoài ra gây ảnh hưởng rất xấu đến hệ rễ, làm tổn thương ở cấp độ tế bào. Để giải quyết vấn đề của nguyên nhân thứ ba, chúng ta phải kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm rửa mặn và giảm stress, áp dụng bón vôi và rửa cho nhiều lần bằng nước, sử dụng nước tưới đã khử clo hoặc giảm nồng độ clo, giảm stress chống sốc bằng chất điều hòa sinh trưởng racinolide để chống chọi với bất lợi của môi trường. Enzyme catalyze sẽ cắt H2O2 thành nước và oxy để ngăn hiện tượng cháy lá, kết hợp acid amin prolin để bảo vệ hệ thống quang hợp, cấu trúc tế bào và chức năng sinh lý, phục hồi sao chết, giảm bức xạ mạnh cho cây khi ở nhiệt độ cao. Chúc mọi người nhận diện được đúng tình trạng để có những biện pháp xử lý phù hợp. Xin chào tạm biệt.